Biên tập viên xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như là quốc tế. Sau đây xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi những điểm tin chính của chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất, vỡ đê do mưa lũ hoành hành khiến hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của Trung Quốc bị nhấn chìm trong biển. Mưa lũ liên tục làm cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại xảy ra, ít nhất 40 người thiệt mạng và mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quy Châu. Lở đất đã tấn công 3 ngôi làng, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di dời và 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt trong bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt kể từ tháng 8. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 6 gây ra thêm thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công dịch Covid-19. Một trận sạt lở khác xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay tại tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân. 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi Sam Khánh cũng đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các nhóm học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn để đến địa điểm thi đúng giờ. Trong khi đó, nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã phải sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, các tỉnh miền Đông Trung Quốc là Chiết Giang ngày hôm qua đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tùy Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn vào sông hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Công ty thủy điện và thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chảy vào với tốc độ lớn. Vì vậy, việc chặn đê gặp rất nhiều khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi. Bởi vậy, những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ Động Đình tốn rất nhiều nguyên vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn và làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao. Ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt qua mức nước cảnh báo trong thảm họa lũ lụt năm 1998 và năm 2000 và đã phá vỡ kỷ lục lũ trong trận lũ lịch sử của Hồ Động Đình vào tháng 6 năm 2020. Tình hình lũ lụt rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt Hồ Động Đình và vùng nước xung quanh đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày mùng 2 đầu tháng 7, mưa sẽ xuất hiện trở lại vùng Trung Du và vùng hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và hạ lưu sông Dư Tử sẽ rất nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh sạt lở đất đá vào những chỗ trũng. Tổng cộng có 17 triệu người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh và khu tự trị. 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt trong lịch sử, vượt mức lũ lụt vào mùa hè năm 2020. Kể từ ngày đầu tháng trước, hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc. Theo tiết lộ của Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 62 thị trấn ở 25 thành phố tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 6 thị trấn ở Nam thành phố trên 100mm. Thị trấn Phương Bộ của quận Cổ Điện là lớn nhất với 147,7mm. và lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, tuyến đường sắt Ưng Châu - Hạ Môn ở Phúc Kiến đến thượng nguồn xảy ra lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy từ đêm ngày hôm nay đến ngày mai trên toàn tỉnh có mưa to và sấm chớp.
kể từ khi vào kỳ mưa đầu mùa, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở phố Phù Châu, tỉnh Chiết Giang. Vào lúc 1 giờ sáng ngày 6 tháng 7 năm 2023, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất nữa bất ngờ xảy ra tại làng Đại Hầu, thị trấn Cửu Hoa, huyện Kha Thành, Phù Châu, và 107 dân làng đã được sơ tán. Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở tỉnh phía Nam và nhiệt độ cao ở miền Bắc tiếp tục gây ảnh hưởng đến Tây Nam, Trịnh Châu, Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang. Trong 2 ngày liên tiếp, Đài Quan sát Khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh cho nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7 năm 2023. Ước tính trong 10 ngày đầu tháng 7, nhiệt độ tối đa hàng ngày ở hầu hết các khu vực Bắc Kinh sẽ đạt đến 36 độ và nhiệt độ tối đa có thể lên tới 38 độ. Vào sáng ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao một lần nữa và cho biết nhiệt độ tại Bắc Kinh lại tăng cao, nhiệt độ tối đa 38 độ. Kính thưa quý vị, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2021. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc ngày qua đã vận xả tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thời tiết Chiết Giang cho biết mực nước trên nhiều con sông hiện tại khu vực đồng bằng của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 9 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung vào phía Nam trên lưu vực sông Trường Giang. Ít nhất 1.210 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với lũ giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã trung ương của Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bài Hương chiều ngày hôm qua đã làm vỡ hơn 200 mét đê bờ phía bắc của hồ Động Đình, huyện Vĩnh Tu, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông đại lục, cơ quan phòng chống bão huyện Vĩnh Tu cho biết khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích là 41 km², đe dọa an toàn của 41.000 người dân. Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, bão lũ triền biên, tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc, khi tại nhiều nơi ở nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như lở núi kinh hoàng, khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây, vào lúc 14 giờ ngày hôm qua, mùng 5 tháng 7 năm 2023, sau những trận mưa kéo dài tầm tã, một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu như hai ngôi làng. Khoảng hơn 7.000 dân thuộc thôn Diên Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chỉ có 9 thi thể được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Số người còn lại đã bị chôn vùi trong đống đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực tìm kiếm và khắc phục, trong khi hơn 10.000 người khác thì vẫn còn đang mất tích và đang được các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, trong đó có cả gia đình của ông bí thư xã khu vực này. Những ngôi làng sống gần khu vực núi thường là những nạn nhân trong những vụ sạt lở thương tâm như trên. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra, hàng trăm ngàn tấn đất đá đổ xuống. Anh Dương, một nhân chứng sống kể lại, khi anh nằm ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, chạy ra xem thấy đất đá trên núi ào ào mầm đổ xuống. Ba khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bị biến mất trong đống đất đá. Anh Khoa, nhân viên thông tin Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 tại huyện Văn Phùng, Giang Đông là một trong năm nạn nhân sống sót sau vụ sạt lở núi, vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ báo địa phương. Anh kể, quá nửa đêm có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn. Sau vội bật dậy chạy ra sau nhà xem thấy đất đá đang ào ào đổ xuống ba khu nhà. Cùng lúc nhiều tiếng kêu cứu vang lên, hốt hoảng anh hô lớn, lở núi, lở núi. Anh chạy xung quanh hỗ trợ mọi người tìm lối thoát. Trong màn đêm mập mờ bởi ánh đèn điện thoại, anh ta thấy nhiều đồng đội của mình bị đất đá vùi lấp, xong chỉ biết nhìn theo và bất lực. Sau vụ lở núi đầu tiên, đất đá tiếp tục đổ xuống 3 lần khiến cho mọi người phải dạt ra ngoài cổng đơn vị lánh nạn. Không ai có thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ được. Một đồng đội cứu ra từ đống đổ nát, trung sĩ Hà Hùng Long nói mình như được sinh ra lần hai. Anh ta kể lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính cũng như tiếng nổ lớn như nhiều người khác, nhưng chưa kịp bật dậy đã bị bức tượng lớn đổ đè lên người khiến mắc kẹt. Anh cố gắng hết mình đẩy bức tượng ra khỏi người nhưng vô vọng. Tôi cố gắng kêu lớn, may sao hai người bên ngoài ngồi nghe thấy chạy vào hợp sức đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở núi tiếp tục ập xuống vùi lấp các dãy nhà,
mảng tường trôi ra hàng trăm mét, anh nói. Vụ lở núi bất ngờ làm cho 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan, binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và 125 người dân, gây ra sự bàng hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ mới tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang bị mất tích. Trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi chiếm lãnh thổ lãnh hải của các quốc gia hàng xóm, gây phẫn nộ trên toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân đội cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng của các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn sự tập trung vào tình hình Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Paul Payer ở Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo thích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng như hải quân và không quân. Theo chuyên gia Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc 11 ngày qua gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho thấy chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược đang tham gia vào một vòng xoáy hành động trả đũa lẫn nhau ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng một cách hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Carthayer nhận định. Ông Carthayer cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể và quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ để đáp ứng thời điểm các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tập chiến Mỹ luôn diễn ra từ nửa đêm đến 2 giờ sáng, ông Carthayer dẫn chứng. Ngoài ra, có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là trước cuộc tập trận Balikatan thường niên của Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây. Báo South China Morning Post đưa ra một số thống kê chú ý về việc Trung Quốc tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2021 so với năm 2022 chỉ 30 cuộc. Bình luận về các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có một số thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận từ đầu tháng tới nay là để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến thế giới tập trung vào đây sẽ có thể dẫn đến sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của bản tin 24 giờ. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi đến cho quý vị khi có những cập nhật mới nhất. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt các bạn. Bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.